tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị đừng quên bấm like, comment và share để giúp chúng tôi phổ biến chương trình này cho tất cả mọi người. Và đồng thời chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau đây mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Hoa Kỳ cho rằng Nga tuyên bố rút quân là sai sự thật. Lithuania cảnh báo các ngân hàng về các cuộc tấn công mạng, những đợt cắt điện trong bối cảnh lo ngại chiến tranh ở Ukraine. Tòa án cấp cao nhất của EU cắt giảm hàng tỷ euro cho Ba Lan và Hungary. Đồng đô la giảm khi các nhà đầu tư để mắt tới Ukraine và doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn do ngừng nhập khẩu từ Mexico. Một nghiên cứu cho thấy chỉ 20 phút tập thể dục hàng ngày ở tuổi 70 có thể ngăn ngừa bệnh tim nặng. Samsung đầu tư 920 triệu Mỹ Kim để mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã tăng 7,4% trong năm nay với kim ngạch lên 43,5 tỷ Mỹ Kim. Và Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch từ tháng tới. Khủng hoảng ở Ukraine, Nga tuyên bố rút quân là sai sự thật, theo Mỹ cho biết. Tuyên bố của Nga rằng họ đang chuyển quân khỏi biên giới với Ukraine là sai sự thật, theo một quan chức cấp cao của Mỹ. Người này nói thêm rằng 7.000 binh sĩ bổ sung đã đến trong những ngày gần đây. Quan chức này cũng cho rằng Nga có thể viện cớ giả tạo để xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào. Moscow cho biết họ đang chuyển quân khỏi biên giới Ukraine sau khi kết thúc các cuộc tập trận. Nhưng các quan chức phương Tây nói rằng họ không thấy bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này. Nga phải thực hiện các bước thực sự để giảm leo thang. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng ý trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Tư, theo lời của Thủ tướng Đức. Nga, nước đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine mặc dù đã tích lũy được hơn 100.000 quân gần biên giới, gọi mối quan ngại của phương Tây về một cuộc xâm lược là sự cuồng loạn. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố một đoạn video cho thấy các xe tăng rời Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nhưng theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, thêm hàng ngàn binh sĩ đã đến khu vực này trong những ngày gần đây, trong đó có một số quân vào hôm thứ Tư. Phát biểu trước các nhà báo, quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về những khẳng định của Nga là họ đang rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng Nga đang giảm leo thang, đồng thời cho biết rằng mối đe dọa từ Nga đã trở thành một điều bình thường mới. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cho biết Liên minh đang xem xét thành lập các nhóm tác chiến mới, loại đơn vị quân sự tự cung tự cấp nhỏ nhất ở Trung và Đông Nam Âu. Ông cho biết đây là một phần của các biện pháp đang diễn ra nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, trong đó 270 tỷ đô la, tức là 199 tỷ bảng Anh, đã được chi từ năm 2014, mặc dù ông đã cố gắng trấn an Nga rằng NATO không phải là một mối đe dọa. Ông nói Pháp đã đề nghị dẫn đầu một nhóm chiến đấu như vậy ở Romania. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ không còn hứng thú với những tuyên bố của ông Stoltenberg. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Lithuania đã yêu cầu các ngân hàng của nước này chuẩn bị cho việc bị cắt điện và tấn công mạng vì mối quan hệ giữa Nga với Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự. Mất điện và mất truy cập Internet là một trong những kịch bản có thể xảy ra mà Ngân hàng Trung ương Lithuania yêu cầu các công ty tài chính cần chuẩn bị để sẵn sàng giải quyết. Lithuania cũng như các nước láng giềng Baltic như là Latvia và Estonia có chung lưới điện với Nga chạy từ Moscow. Cảnh báo được đưa ra khi các cơ quan quản lý của khối châu Âu nói chung đã yêu cầu các ngân hàng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng của Nga và một số công ty tài chính tiến hành các trò chơi chiến tranh mạng để kiểm tra khả năng chống chọi với các cuộc tấn công mạng. Các công ty tài chính được yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công mạng SolarWinds lớn năm ngoái có liên quan đến một cơ quan có trụ sở tại Nga và nhắm mục tiêu vào hàng trăm công ty và tổ chức. 2 ngân hàng Ukraine, bao gồm cả ngân hàng lớn nhất, đã bị tấn công mạng hôm thứ Ba. Trung tâm An ninh Thông tin Ukraine cho biết trong một tuyên bố cho thấy họ đang chĩa mũi dùi vào Nga. Theo giám đốc một tổ chức tư vấn trực thuộc NATO ở Riga là Jens Stoltenberg cho biết, Nga có thể sử dụng các cuộc tấn công mạng và làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng ở Baltics và trên khắp phương Tây để cố gắng chia rẽ liên minh phương Tây và cố gắng tạo áp lực nội bộ cho các chính phủ phương Tây. Trung Quốc thì nói Mỹ đang phóng đại mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ bày trò đe dọa chiến tranh và tạo ra căng thẳng, khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng hơn 150.000 quân Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moscow tuyên bố rút quân một phần. Các quốc gia phương Tây đã đề xuất các bước kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin để xoa dịu tình trạng bế tắc và thúc giục công dân của nước mình rời khỏi Ukraine vì một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch xâm lược nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Wang Wenbin nói với các phóng viên tại một cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Tư rằng những thông tin thổi phồng và sai lệch dai dẳng như vậy của một số nước phương Tây sẽ tạo ra sự hỗn loạn và không chắc chắn cho thế giới đầy thách thức, đồng thời gia tăng sự đau khổ và chia rẽ. Trung Quốc đã bị một số nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, chỉ trích lập trường về Ukraine. Tòa án cấp cao nhất của euro đã cắt giảm hàng tỷ euro cho Ba Lan và Hungary. Tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu hôm thứ Tư đã thông qua việc cắt hàng tỷ euro ngân quỹ cho Ba Lan và Hungary, những quốc gia mà những người cầm quyền theo chủ nghĩa dân túy đã bị khối này cáo buộc vì vi phạm các quyền dân chủ. Hungary và Ba Lan từ lâu đã được hưởng lợi từ các quỹ của euro mà khối này đã rót vào để giúp phát triển kinh tế kể từ khi hai nước này gia nhập vào năm 2004. EU nói rằng để nhận được những lợi ích đó thì các quốc gia phải duy trì các tiêu chuẩn chung của châu Âu, điều mà Warsaw và Budapest đã thực hiện bằng cách áp đặt quyền kiểm soát chính trị đối với cơ quan tư pháp và truyền thông và đồng thời hạn chế các quyền công dân. EU đã đóng băng quỹ phục hồi đại dịch trị giá 36 triệu euro cho Ba Lan và 7 tỷ euro cho Hungary. Ba Lan là thành viên cộng sản lớn nhất của EU với 38 triệu dân, có đủ điều kiện nhận hơn 75 tỷ euro đến năm 2027, bao gồm cả về khí hậu, số hóa và sức khỏe cộng đồng. Ba Lan và Hungary đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đình trệ các quyết định khác của EU. Những quyết định sẽ đòi hỏi sự nhất trí, bao gồm cả về khí hậu và năng lượng và chính sách đối ngoại. Đồng đô la giảm giá khi các nhà đầu tư để mắt tới Ukraine và doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần thứ hai liên tiếp vào ngày thứ Tư khi các nhà đầu tư theo dõi các dấu hiệu về liệu căng thẳng ở Ukraine có thể lắng xuống hay không. Nhưng dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã giúp hạn chế sự sụt giảm của chỉ số. Chỉ số này đã nhanh chóng giảm bớt các khoản lỗ sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ phục hồi mạnh hơn trong tháng Giêng. Điều này đã khẳng định hơn việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Chỉ số đô la đã giảm 0,1% lần trước, trong khi đồng euro tăng 0,1% ở mức 1,1366 đô la. Đồng đô la Mỹ giảm 0,2% so với franc Thụy Sĩ và giảm 0,1% so với Yên Nhật. Đồng rúp Nga mạnh lên 0,5% so với đồng bạc xanh ở mức 75,35 mỗi đô la. Bảng Anh được giao dịch lần cuối ở mức 1,3573 đô la, tăng 0,30% trong ngày. Dữ liệu trước đó cho thấy lạm phát của Anh đạt mức cao nhất gần 30 năm là 5,5%. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất 2 lần kể từ tháng 12 và thị trường tài chánh kỳ vọng một đợt tăng lãi suất nữa vào ngày 17 tháng 3 sau cuộc họp tiếp theo của BOE. Trong tiền điện tử thì Bitcoin đã giảm 2% ở mức giá 43.686 đô la. Những người di cư khâu miệng để tìm đường đi Mexico tới biên giới Hoa Kỳ. Một chục người di cư không có giấy tờ tùy thân ở biên giới phía nam của Mexico đã phải bịt miệng của họ lại để thuyết phục cơ quan nhập cư của nước này cho phép họ đi đến biên giới Hoa Kỳ. Những người di cư, chủ yếu là người Trung và Nam Mỹ, đã giúp nhau bịt kín môi bằng kim và chỉ nhựa. Chỉ chưa là một khoảng trống nhỏ để uống và dùng côn để lau những giọt máu trên vết khâu. Một số người đã mang theo con cái của họ khi họ tổ chức cuộc biểu tình gay gắt ở Tapachula, một thành phố ở biên giới với Guatemala, là nơi đã có hàng ngàn người di cư trong nhiều tháng qua đang chờ đợi giấy tờ để có thể tự do qua nước Mỹ. Trong những năm gần đây, số lượng người di cư đến Mexico để chạy trốn bạo lực và đói nghèo đã tăng vọt. Năm 2021, Mexico ghi nhận số lượng đơn xin tị nạn đã tăng 87%, chủ yếu là người từ Haiti và Honduras. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc gần đây cho biết Mexico nên xem xét các chương trình viện trợ mới trong bối cảnh lượng người nước ngoài đến gia tăng. Nhiều người trong số họ là người Venezuela, đó là những người mà Mexico hiện yêu cầu phải có thị thực. Bạn có phải là người thích ăn quả bơ? Trong bản tin tiếp theo cho biết, trái bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn do ngừng nhập khẩu từ Mexico. Bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn trong những tuần tới nếu lệnh tạm ngừng nhập khẩu bơ Mexico hiện tại của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Bảy, chính phủ Mexico xác nhận chính phủ Hoa Kỳ đã đình chỉ tất cả bơ nhập khẩu của Mexico sau khi một thanh tra an toàn thực vật của Hoa Kỳ ở Mexico nhận được một lời đe dọa. Việc tạm dừng là một điều bất ngờ, khiến các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và người tiêu dùng không có thời gian chuẩn bị trước khi việc nhập khẩu bơ Mexico bị tạm dừng. Và mặc dù đây là tạm thời, nhưng vẫn chưa rõ sẽ kéo dài trong bao lâu. Michoacán là bang duy nhất của Mexico được phép xuất khẩu bơ sang Mỹ cho đến khi bị đình chỉ. Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia có biên giới đối với sản phẩm này. Theo David Magana, nhà phân tích rau quả cao cấp của Rabobank, khoảng 80% bơ được mua ở Mỹ, và thời điểm này trong năm con số đó tăng lên gần 90%. Tuy nhiên, sản lượng bơ California tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. McKenna cho biết, điều đó sẽ giúp bù đắp ít nhất một số vấn đề về nguồn cung, mặc dù có khả năng không đủ để đáp ứng sự thèm ăn của những người tiêu dùng Hoa Kỳ đối với loại trái cây này. Kể từ khi bang Michoacán bắt đầu xuất khẩu bơ vào khoảng 25 năm trước, doanh số bán bơ đã tăng vọt nhờ sự phổ biến của món guacamole và bánh mì nướng bơ. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, từ năm 2001 đến 2018, người Mỹ đã tăng gấp 4 lần mức tiêu thụ bơ, lên 8 pound một năm mỗi một người. Do ngày càng phổ biến và theo mùa, nên giá bơ thường không ổn định. Năm ngoái, lượng hàng xuất xưởng cao hơn, đồng nghĩa với việc giá thấp bất thường, nhưng nhu cầu mạnh mẽ cho đến nay vào năm 2021 đã làm tăng giá. Chính phủ Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian chính thức nào về thời gian tạm ngừng có thể kéo dài. Cơ quan này cũng cho biết họ đang làm việc với hải quan và biên phòng để cho phép những trái bơ đã được kiểm tra và chứng nhận xuất khẩu vào ngày 11 tháng 2 tiếp tục được nhập khẩu. Bất chấp những lo ngại về giá trong ngắn hạn, có tin tốt cho những người hâm mộ bơ. Gần đây, Hoa Kỳ đã chấp thuận cho một bang thứ hai của Mexico là Jalisco bắt đầu xuất khẩu bơ của mình. McKenna hy vọng những mặt hàng nhập khẩu này sẽ bắt đầu đổ bộ vào các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ vào mùa hè này. Điều này có thể giúp giảm giá trong dài hạn. Một nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục vừa phải với cường độ mạnh có thể là cách tốt nhất để trì hoãn bệnh tim nặng ở người lớn trong độ tuổi từ 70 đến 75. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí trực tuyến Heart đã sử dụng dữ liệu từ 2.754 người Ý từ 65 tuổi trở lên từ năm 1995 đến năm 1997. Những người tham gia trình bày chi tiết lịch sử y tế, khám sức khỏe, chụp hình và nhiều xét nghiệm máu trong các đánh giá ban đầu của các nhà nghiên cứu. Các cuộc đánh giá sâu hơn đã được thực hiện sau đó 4 và 7 năm. Hoạt động thể chất của người tham gia được đánh giá thông qua bảng câu hỏi trong mỗi khoảng thời gian đánh giá với những người có hoạt động thể chất vượt quá 20 phút được xác định là hoạt động. Sức khỏe của những người tham gia sau đó được theo dõi thông qua hồ sơ xuất viện và giấy chứng tử cho đến cuối năm 2018, với 2.754 người tham gia được đưa vào phân tích cuối cùng. hơn 1.000 chẩn đoán mới về bệnh tim, suy tim và đột quỵ đã được thực hiện trong thời gian theo dõi. Cả việc gia tăng hoạt động thể chất và lối sống tích cực đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong ở cả nam và nữ. Nghiên cứu cho thấy, mức giảm nguy cơ lớn nhất được quan sát đối với các trường hợp mới mắc bệnh tim mạch vành và suy tim ở tuổi già. Nghiên cứu cho thấy những người lớn tuổi năng động đạt được những lợi ích lớn nhất ở tuổi 70 và 20 đến 40 phút hoạt động thể chất hàng ngày giúp giảm bệnh tim và suy tim nhiều nhất. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các kết quả cho thấy rằng các chính sách y tế công cộng nên được nhắm mục tiêu vào việc thúc đẩy hoặc bắt đầu hoạt động thể chất ở giai đoạn giữa và đầu thời gian sau của cuộc đời, mang lại hiệu quả cao hơn có thể trong việc giảm các nguy cơ tim mạch. Nên vận động thể chất từ trung bình đến mạnh ít nhất 20 phút mỗi ngày để đạt được những lợi ích tim mạch lớn nhất, nghiên cứu cho biết. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Samsung đầu tư 920 triệu đô la Mỹ để mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Nhà sản xuất linh kiện điện tử Hàn Quốc Samsung Electromechanics Co. sẽ đầu tư 290 triệu đô la Mỹ vào một cơ sở sản xuất ở miền Bắc Việt Nam. Chính phủ cho biết, khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất bản mạch in và các linh kiện điện thoại khác hiện có của công ty tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên 2,27 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam, một cường quốc sản xuất, ngày càng trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Việt Nam đã thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các công ty đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, và vì Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã tăng 7,4% trong năm nay, lên 43,5 tỷ Mỹ Kim. Hiệp hội Dệt May Việt Nam nói với Reuters rằng xuất khẩu hàng may mặc của họ dự kiến sẽ tăng 7,4% trong năm nay, tăng 43,5 tỷ Mỹ Kim do các nhà máy tiếp tục sản xuất mặc dù nhiễm coronavirus gia tăng. Nằm trong số các nhà sản xuất lớn nhất thế giới cho các thương hiệu như là Nike, Zara và H&M, Việt Nam gần đây đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19, thứ đã làm gián đoạn sản xuất và gây khó khăn cho chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm ngoái. Các ca nhiễm coronavirus hàng ngày ở quốc gia Đông Nam Á này đã đạt mức cao kỷ lục 31.800 vào ngày thứ Ba. Nhưng mà các doanh nghiệp và chuyên gia cho biết nguy cơ lặp lại các đợt đóng cửa của năm ngoái đã thấp hơn khi mà hàng triệu công nhân của các nhà máy đã được tiêm phòng và biến thể Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Việc ngừng hoạt động liên quan tới đại dịch đã ảnh hưởng tới 1,2 triệu công nhân may mặc vào năm ngoái, tương đương 65% lượng lao động của ngành. Việt Nam đã ghi nhận có 2,57 triệu ca nhiễm COVID-19 và khoảng 39.000 ca tử vong. Theo số lượng chính thức, đã có hơn 76% dân số 98 triệu người đã nhận được ít nhất là 2 liều vaccine. Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch từ tháng tới. Bộ Du lịch Việt Nam hôm thứ Ba đã đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài và dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đi lại từ ngày 15 tháng 3, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đề xuất sẽ được đệ trình lên Thủ tướng để phê duyệt, tuân theo các bước mở cửa trở lại tương tự được thực hiện bởi các nước Đông Nam Á khác như là Thái Lan, Philippines, nơi biến thể Omicron COVID-19 đã gây ra sự gia tăng đột biến trong thời gian gần đây về các ca nhiễm trùng mới, nhưng số trường hợp nhập viện ít hơn và tử vong cũng ít hơn so với các biến thể trước đó. Đề xuất bao gồm duy trì yêu cầu cách ly 1 ngày đối với khách du lịch cộng với yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành và khi đến. Việt Nam nằm trong số các nước đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới khi đại dịch coronavirus hoành hành toàn cầu. Dù đã chứng kiến một số thành công ban đầu trong việc ngăn chặn virus, nhưng chính sách này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào lĩnh vực du lịch đang phát triển của Việt Nam, vốn chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2019. Lượng khách nước ngoài đã giảm xuống còn 175.000 vào năm ngoái so với 18 triệu của năm 2019. Kể từ tháng 11, Việt Nam đã cho phép khách du lịch nước ngoài đến thăm các địa điểm được chỉ định theo chương trình hộ chiếu vaccine và ban đầu có mục tiêu mở cửa hoàn toàn trở lại ngành du lịch từ tháng 6. Theo số liệu chính thức, gần 77% trong số 98 triệu dân đã được tiêm chủng, một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Cũng trong bản tin liên quan đến COVID-19, dòng biến thể phụ Omicron mới BA.2 lan truyền nhanh chóng, chiếm khoảng 1 trong số 5 ca COVID-19 mới, theo Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố. Một báo cáo mới được công bố về dòng biến thể phụ BA.2 của Omicron cho thấy chủng vi khuẩn này chiếm 21,5% trong tổng số các trường hợp Omicron mới được phân tích trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 2. Omicron, chính nó thì chiếm gần như tất cả các biến thể được xác định trên toàn cầu, là 98,3% trong các mẫu được giải trình tự gen được gửi đến Trung tâm Chia sẻ Dữ liệu GISAID trong 30 ngày trước. BA.2 đôi khi còn được gọi là biến thể Omicron tàng hình, chiếm phần lớn các trường hợp mới được xác định ở 10 quốc gia tính đến thứ Hai. Những quốc gia đó bao gồm Đan Mạch, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brunei, Darussalam, Guam, Montenegro, Nepal, Pakistan và Philippines. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng có sự khác biệt lớn trong phạm vi lây lan rộng khắp toàn cầu của nó. Với khu vực Đông Nam Á, báo cáo tỷ lệ lây lan của BA.2 là cao nhất trong số các trình tự Omicron với 44,7%. Còn khu vực châu Mỹ thì báo cáo tỷ lệ lây lan thấp nhất là chỉ có ở 1%. Ngược lại, tỷ lệ lây lan của chủng Omicron BA.2 mới ở Nam Phi đã tăng từ 27% vào ngày 4 tháng 2 lên 86% vào ngày 11 tháng 2. Ở Vương quốc Anh thì nó đã tăng gấp 6 lần kể từ 17 đến 31 tháng 1, tăng từ 2,2% lên 12%. Đan Mạch thì đã chứng kiến số ca BA.2 của họ tăng gấp đôi từ tuần cuối cùng của năm 2021 đến giữa tháng 1 năm 2022. Từ 20% lên 45%. Nó đã trở thành biến thể thống trị ở quốc gia đó vào tuần thứ 3 của tháng Giêng. Một báo cáo vào cuối tháng 1 từ Viện Huyết Thanh Statens hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế Hà Lan cho thấy rằng biến thể BA.2 có thể sẽ chiếm gần 100% tất cả các trường hợp vào giữa tháng 2 năm 2022. Báo cáo cũng cho thấy rằng biến thể BA.2 có thể lây truyền nhiều hơn khoảng 30% so với biến thể BA.1 là biến thể Omicron gốc. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch COVID-19 ngày 16 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 34.737 ca COVID-19. Trong ngày có 6.882 ca khỏi bệnh và 66 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất với 3.888 ca, Thái Nguyên ghi nhận hơn 2.000 ca, các địa phương ghi nhận trên 1.000 ca bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Nghệ An. Kể từ đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam đã có 2.606.824 ca nhiễm với 39.188 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.249.155 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.826 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 2 đã có 413.574 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 186.892.927 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 79,23 triệu liều và tiêm mũi 2 là 74,8 triệu liều, tiêm mũi 3 là 32,84 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7883 Mỹ Kim và bằng 0,6930 euro. Một gia kim bằng 17.974.66 đồng Việt Nam. Và một Mỹ Kim bằng 22.815.71 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91 đồng 61 Mỹ Kim một thùng. Và giá dầu Brent là 92 đồng 88 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.869.43 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Magazine có các video tin tức được cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính